Cả Việt Nam tự hào khi Viettel vươn lên trở thành thương hiệu viễn thông mạnh thứ hai thế giới. Chào mừng các bạn đã trở lại với Vietnam Prosperity. Các bạn thân mến, trong những năm gần đây, Viettel luôn là một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như viễn thông và công nghệ thông tin, nghiên cứu và sản xuất thiết bị điện tử và viễn thông, công nghiệp quốc phòng và nhiều lĩnh vực khác nữa. Không chỉ mạnh mẽ trong ngành công nghiệp quốc phòng với những thành tựu đáng tự hào trong thiết kế và sản xuất các thiết bị quân sự, mà trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, Viettel cũng ngày càng khẳng định vị trí của một tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực này. Mới đây, Viettel đã khiến cho cả thế giới đứng hình, khiến cho những ông lớn từ Thụy Sĩ, Ấn Độ, Mỹ hay Saudi Arabia hùng mạnh một phen choáng váng khi vươn lên trở thành một trong những tập đoàn viễn thông mạnh nhất thế giới được Brand Finance, công ty định giá thương hiệu và tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới công bố. Vậy cụ thể Viettel mạnh đến mức nào và có đúng Viettel đứng đầu thế giới hay không? Xin mời quý vị cùng với chúng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Các bạn thân mến, trên con đường xây dựng và phát triển thương hiệu, sự đánh giá và định giá đóng vai trò cực kỳ quan trọng để đo lường hiệu quả và giá trị của một thương hiệu nào đó. Trong lĩnh vực này, Brand Finance nổi lên như một trong những tên tuổi hàng đầu, định vị mình không chỉ là một công ty định giá thương hiệu mà còn là một đối tác chiến lược cung cấp những cơ sở dữ liệu và tư vấn vững chắc cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Uy tín và danh tiếng của Brand Finance trên thị trường quốc tế là rất cao. Các bảng xếp hạng thương hiệu hàng năm của họ được đánh giá cao và được các doanh nghiệp, giới chuyên môn và cộng đồng quan tâm chờ đợi. Vừa xuất hiện trên bảng xếp hạng của Brand Finance không chỉ là một minh chứng cho sức mạnh và giá trị của thương hiệu mà còn là niềm tự hào của bất kỳ quốc gia nào sở hữu tập đoàn đó. Và ngày hôm qua, một tin tức thực sự choáng váng với quốc tế và tự hào với Việt Nam khi Viettel vươn lên vị trí thứ hai thương hiệu viễn thông mạnh nhất thế giới. Cụ thể thì, vượt qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn như Swisscom Thụy Sĩ, Jio Ấn Độ, STC Ả Rập Xê Út, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel trở thành thương hiệu viễn thông mạnh thứ hai thế giới trong bảng xếp hạng giá trị thương hiệu toàn cầu do Brand Finance, tổ chức hàng đầu thế giới của Anh, vừa công bố. Chỉ số sức mạnh thương hiệu Brand Strength Index BSI của Viettel đạt 89,4 trên 100, xếp hạng AAA, mức cao nhất trong các năm, và tăng 4,2 điểm so với năm 2023. Được biết, chỉ số BSI được xác định dựa trên kết quả khảo sát, phân tích và đánh giá các thuộc tính bao gồm cảm nghĩ của khách hàng về thương hiệu, nhận thức, yêu mến và hành vi của khách hàng với thương hiệu, sử dụng các sản phẩm dịch vụ, sẵn sàng giới thiệu đến người khác, sẵn sàng trả giá cao. Chỉ số BSI là yếu tố quan trọng nhất tạo nên giá trị thương hiệu xấp xỉ 9 tỷ đô la Mỹ của Viettel, giúp Viettel giữ vững ngôi vị thương hiệu viễn thông số 1 tại Đông Nam Á, xếp hạng thứ 9 tại châu Á và thăng một hạng trên thế giới lên bậc 16 về giá trị thương hiệu. Giải thích lý do cho sự gia tăng vượt bậc về chỉ số BSI của Viettel, ông Alex Hale, giám đốc điều hành Brand Finance châu Á Thái Bình Dương nhận định, điều này đến từ những cam kết mạnh mẽ của Viettel trong việc chuyển đổi số và phát triển bền vững, giúp gia tăng giá trị cảm nhận của khách hàng về sự đổi mới sáng tạo, các chỉ số môi trường và cộng đồng tại thị trường Việt Nam. Hiện nay Viettel duy trì vị thế là nhà cung cấp hệ sinh thái số toàn diện nhất hiện nay với 6 lĩnh vực nền tảng: hạ tầng số, giải pháp số, tài chính số, nội dung số, an ninh mạng và sản xuất công nghệ cao. Các giải pháp dịch vụ số của Viettel giữ thị phần số 1 trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, chính quyền tỉnh. Viettel cũng là lực lượng nòng cốt đảm bảo an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, năm 2023, Viettel thực hiện xây dựng báo cáo phát triển bền vững với chủ đề Technology with Heart, công nghệ từ trái tim, tập trung vào 6 lĩnh vực trọng yếu là nguồn nhân lực chất lượng cao, kiến tạo xã hội số, an toàn thông tin, biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, trung tâm dữ liệu xanh thông minh, quản trị minh bạch và trách nhiệm. Các lĩnh vực trọng yếu được xác định thể hiện khát vọng sử dụng công nghệ và năng lực cốt lõi để giải quyết các vấn đề xã hội, cải thiện cuộc sống của con người và thúc đẩy phát triển bền vững. Được biết, năm 2023, Viettel đạt được thành công rất đáng kể trên tất cả các lĩnh vực viễn thông trong nước và quốc tế, chuyển đổi số, nghiên cứu và sản xuất, cũng như logistics. Đến cuối năm 2023, doanh thu hợp nhất của Viettel đạt 172,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 5,4%. Năm 2023, thị phần viễn thông tăng 1,64%, duy trì vị thế dẫn đầu bền vững với 56,5%. Công ty cũng duy trì vị trí số 1 về các dịch vụ không di động, trong đó có băng rộng cố định FTTH với 43% thị phần và truyền hình đa nền tảng với 8,6 triệu thuê bao, chiếm 31,2% thị trường. Viettel tiếp tục là mạng có chất lượng dịch vụ tốt nhất Việt Nam theo đánh giá của Umlau,
nằm trong top 40 mạng toàn cầu về chất lượng dịch vụ. Dịch vụ 5G đã được triển khai thành công với khoảng 500 trạm tại tất cả 63 tỉnh, thành phố và mạng di động 5G chuyên dụng đã được triển khai trên thực tế. Viettel đã chuyển đổi thành công 5,8 triệu thuê bao 2G sang 4G, vượt 109% chỉ tiêu và nâng số lượng thuê bao 4G lên 80%. Ngoài ra, công ty còn triển khai công nghệ AI để tối ưu hóa hiệu quả chặn tin nhắn rác và cuộc gọi rác. Trong năm, Viettel cũng đã thực hiện thành công chương trình thí điểm dịch vụ Mobile Money với khoảng 5 triệu người dùng, trong đó 73% người dùng sống ở nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, đúng định hướng dự định. Không dừng lại ở đó, Viettel còn ra mắt nhiều nền tảng số mới mang lại kết quả đột phá. Sau 2 năm kể từ khi ra mắt, TV 360 đã đạt được 10 triệu người dùng thường xuyên, trở thành nhà cung cấp dịch vụ truyền hình lớn nhất Việt Nam và mở rộng ra thị trường quốc tế. Hệ sinh thái tài chính số Viettel Money dẫn đầu bảng xếp hạng trên Google Play và Apple Store tại Việt Nam với hơn 24 triệu người dùng, chiếm 32% thị phần ví điện tử và 60% thị phần tiền di động. Tận dụng công nghệ AI, Viettel giới thiệu các sản phẩm mới gồm trợ lý pháp lý ảo, trợ lý ảo cho công chức, dịch vụ xác minh chip gắn chip cho Bộ Công an và nền tảng phân tích dữ liệu trên 14 tỉnh thành trên toàn quốc. Năm 2023, Viettel cũng triển khai nhiều hạ tầng trung tâm dữ liệu lớn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần phát triển hệ sinh thái dịch vụ đám mây lớn nhất cả nước. Không chỉ dừng lại ở những thành tựu trong nước, doanh thu từ nước ngoài của Viettel tăng trưởng 20,5%, duy trì mức tăng trưởng cao trong 7 năm liên tiếp, vượt mức trung bình toàn ngành tới 5 lần. Natcom đã xuất sắc ở Haiti, đảm bảo vị trí nhà cung cấp dịch vụ viễn thông số 1 tại 6 thị trường nước ngoài, gồm Natcom ở Haiti, Medphone ở Campuchia, Unitel ở Lào, Mitel ở Myanmar, Telemore ở Đông Timor và Lumitel ở Burundi. Không những vậy, Viettel còn mở rộng hoạt động kinh doanh an toàn thông tin sang 4 thị trường quốc tế gồm Nhật Bản, Myanmar, Đông Timor và Hồng Kông. Nền tảng tài chính số Viettel đã được xuất khẩu sang 7 thị trường quốc tế, trong đó một số thị trường đạt tốc độ tăng trưởng cao như Mozambique 450%, Lào 244%, Haiti 232%, Đông Timor 139% và Burundi 91%. Mạng 5G private hoàn thiện có hợp đồng xuất khẩu sang Ấn Độ, quốc gia đông dân và có công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Mới đây, Viettel đã nghiên cứu sản xuất và thử nghiệm thành công hệ sinh thái sản phẩm 5G cả về phần cứng và phần mềm, đưa Việt Nam vào top 5 quốc gia làm chủ công nghệ 5G. Viettel vừa công bố nghiên cứu thành công chip 5G DFE, thành phần phức tạp nhất của hệ sinh thái 5G, có khả năng thực hiện tới 1.000 tỷ phép tính mỗi giây. Điều này đánh dấu bước đột phá trong ngành bán dẫn của Việt Nam. Kết quả thử nghiệm cho thấy thiết bị 5G của Viettel đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với tiêu chuẩn của những nhà cung cấp mạnh nhất trên toàn cầu. Có thể thấy, hiện nay trong lòng mỗi người Việt Nam, tập đoàn Viettel không chỉ là một doanh nghiệp viễn thông phát triển mạnh mẽ, mà còn là biểu tượng của sự tự hào và thành công quốc gia. Từ những bước đầu tiên của hành trình, Viettel đã không ngừng chứng tỏ bản lĩnh và tầm nhìn dẫn đầu, đưa tên tuổi Việt Nam vươn lên trên bản đồ thế giới một cách đầy tự tin. Điểm khởi đầu của Viettel thường được liên kết mật thiết với Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhưng khác biệt lớn của Viettel không chỉ đơn thuần trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho quân đội, mà còn ở việc biến mình thành một hình mẫu xuất sắc của doanh nghiệp hiện đại, đồng thời góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Nhìn lại quá trình phát triển của Viettel, mỗi người dân Việt Nam không chỉ tự hào về sự thành công trong kinh doanh, mà còn tự hào về sức mạnh và tiềm năng và trí tuệ của con người Việt Nam trên bước đường chinh phục thế giới. Viettel không chỉ là một doanh nghiệp, mà còn là niềm kiêu hãnh của toàn dân Việt Nam, là biểu tượng của sự đổi mới và sức mạnh quốc gia. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Premium.